Và cái cuộc đám cưới đó nó không có diễn ra được. Người anh vợ của em với người chị của em là không có đến với nhau được. Không có duyên đâu, cứ là cái cầu nối để em với vợ em gặp nhau thôi. Nhưng mà em với anh thì lại thành duyên. Thấy không, ngộ không? Đó là em lên thăm lần đầu tiên của ảnh thì cái người bạn gái cũ của ảnh cũng lên thăm ảnh luôn. Ôi trời. Trời. Cái người đó là đăng ký trước em luôn. Cái em hỏi cái người ghi danh sách thăm á, có người thăm đăng ký vậy mình đăng ký thăm được không? Cứ đăng ký đi, ảnh muốn gặp ai gặp, ảnh muốn gặp ai gặp. Nhưng mà cuối cùng là chỉ được gặp một người thôi hay là dạ, được gặp hai người? Từ ở chẳng ra thì ảnh cũng không có biết là hai người lên thăm, thành ra ảnh gặp em trước. Quốc Thượng xin chào chị Thanh Vân. Chào khán giả, tôi tên Trịnh Minh Chí, năm nay 25 tuổi. Hiện đang công tác ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Hiện nay chức vụ là Trung đội trưởng. Nhưng mà cấp mình là cấp gì ạ? Cấp mình là Trung úy. Thế còn vợ của bạn? Dạ, em chào anh Quốc Hận, chị Thanh Vân và toàn thể khán giả. Em tên là Quỳnh Thị Kim Thanh, em năm nay 28 tuổi. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở An Giang. An Giang nhưng mà ở đâu? Dạ, em ở Long Xuyên, An Giang. Long Xuyên à? Dạ. Long Xuyên cách nhà tôi 25 cây. Đồng Hương nha. Đồng Hương, chào dạ. Người bạn Đồng Hương nha. Công việc em hiện tại là cái gì? Dạ, hiện tại em ở nhà nội trợ thôi ạ. Trước khi mình làm vợ người ta thì mình làm cái gì nè? Dạ, em làm điều dưỡng trong bệnh viện. Ở bệnh viện với An Giang đúng không? Dạ. Em thì đến từ, em quê ở đâu? Dạ, em cùng quê với vợ em luôn á chị. Ba Đồng Hương luôn nha. Thế bây giờ hai vợ chồng là cùng quê này, nên là sẽ cái cơ hội gặp nhau sẽ dễ hơn là những cái cặp đôi khác đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì hai bạn là sao mà gặp được nhau hay vậy? Vợ chồng em gặp nhau lúc đó là em còn đang là đi học. Mà em đi học là ở Đồng Nai. Khoảng thời gian mà gặp nhau lúc đầu thật sự là nó hầu như là không có. Tại vì em đi học là chỉ có khi nào mà về phép, về Tết và về nghỉ hè là một năm chỉ được có hai lần như vậy thôi. Ủa các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, em với vợ em lấy nhau là cũng được hơn một năm. Hai vợ chồng gặp nhau là trong một cái cơ duyên là cùng đi chung một cái buổi coi mắt của người ông anh. Mà ông anh đó hiện tại là anh vợ của em. Em cũng đi chung và em là đi bên họ nhà gái. Còn vợ em là đi bên họ nhà trai. Và cái cuộc đám cưới đó nó không có diễn ra được. Người anh vợ của em với người chị của em là không có đến với nhau được. Không có duyên đâu, cứ là một cái cầu nối để em với vợ em gặp nhau thôi. Nhưng mà em với anh thì lại thành duyên. Thấy ông ngộ không? Nhưng mà cái lần đầu tiên mà em gặp cái ông này trong cái buổi ra mắt đó, em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ, em thấy ảnh nói chuyện cũng nhiều, xong rồi cũng thu hút. Xong rồi ảnh về nhà ảnh xin số điện thoại Zalo của anh hai em á. Mới có được số của em mới nhắn tin thôi chứ không phải là ảnh tin tiếp của em. Em ấn tượng với vợ em ngay lúc đầu gặp nhau là vợ em là gương mặt rất là sáng, công nhận nói sáng, chuyện rất là hiền, rất là ngọt mà ngoan và lễ phép nữa. Nếu như mà nói là buổi gặp đầu tiên mà là tiếng sét ái tình thì nó có thể là như thế luôn. Ghê chưa. Một thời gian sau khi mà em gặp ảnh lần đầu tiên cho anh Lục Quân, em mới chính thức hơn ảnh. Mà có một cái chuyện rất là hy hữu xảy ra, đó là em lên thăm lần đầu tiên của ảnh thì cái người bạn gái cũ của ảnh cũng lên thăm ảnh luôn. Ôi trời. Trời. Chí ơi, cái lúc mà gặp cô này trong cái buổi mà ra mắt đó đó, đang có bạn gái. Cái buổi coi mắt là bạn đang có bạn gái đúng không? Lúc đó là đã chia tay rồi. À. Và khi mà em nhắn tin với bạn lúc đó là cũng là chưa có quen, chỉ là tìm hiểu và cảm mến nhau, là vợ em quyết định là tuần đó là sắp xếp công việc để lên thăm em để biết về cái môi trường em học tập. Thế tại sao cô kia lại đến cùng một lúc thế? Khi mà chia tay thì cái mối tình đó cũng mới chia tay khoảng được gần một tháng thôi. Người ta thì vẫn lên thăm em thường xuyên và điều đặn do đó tháng đó là chia tay, người ta vẫn muốn lên thăm. Chớ chiều thay lại gặp cái người mà em đang tìm hiểu như vậy nó mới lên bên kia đứt luôn. Dạ. Em gặp cái người đó là đăng ký trước em luôn. Cái em hỏi cái người ghi danh sách thăm á, có người thăm đăng ký vậy mình đăng ký thăm được không? Cứ đăng ký đi, ảnh muốn gặp ai gặp, ảnh muốn gặp ai gặp. Nhưng mà cuối cùng là chỉ được gặp một người thôi hay là dạ, được gặp hai người? Từ ở chẳng ra thì ảnh cũng không có biết là hai người lên thăm, thành ra ảnh gặp em trước. Xong rồi em nói có bạn của anh gặp anh kìa, xong rồi ảnh mới lại nói chuyện với người đó, xong rồi ảnh mới lại nói chuyện với em tiếp. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Trí nè, em đến em gặp cái người yêu cũ đó, bạn đó có hỏi về người này không? Có hỏi nhưng mà em chưa để hỏi, thì em cũng đã nói là nói chung là cái chuyện tình cảm của mình thì đến nay nó cũng đã dứt rồi, coi như mình làm bạn. Khi nào em có muốn lên thăm anh thì em cho anh biết trước để anh cho Thanh biết như thế để cho nó rõ ràng.
cho nó rõ ràng cái chuyện đó chứ đẩy mà như thế thì đôi khi mình nó không còn gì nữa mà đẩy gây cái hiểu lầm cho người sau thì anh không muốn như vậy. Rồi dứt khoát chưa bắt đầu một người mới đâu nhưng mà đã rất dứt khoát rồi. Đúng rồi. Chứ không mình không nói trước mà công lên đụng hàng nữa. Là hai đứa gặp nhau thì em có biết rằng là em nhỏ hơn Thanh một vít ít tuổi không? Mà đầu gặp thì em không có biết được, tại vì khi mình gặp là mình nhìn thấy cô này rất là trẻ, do đó là mình cũng không nghĩ gì nhiều. Rồi sau đó thì quen nhau, tìm hiểu thì em mới biết được. Và em thấy thì cái này nó cũng không có thành vấn đề gì cả. Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu là xưng hô thì sao? Buổi đầu tiên mà đi gọi là cũng một buổi hẹn hò đầu tiên á. Và em mới hỏi là bây giờ là mình xưng hô như thế nào? Lúc đó biết tuổi chưa? Lúc đó biết tuổi rồi. Thì em mới nói là bây giờ mình nhắn tin như thế nào thì mình cứ nói như vậy đi. Đâu có gì đâu mà phải lo lắng. Nhắn tin là nó kêu bằng anh, bằng em rồi mà còn hỏi lại nữa. Rồi cái buổi hẹn hò đầu tiên như thế nào? Cái buổi hẹn hò đầu tiên á thì nó cũng bình thường thôi, cũng đi uống cà phê bình thường thôi, nhưng mà em thấy cái buổi hẹn hò hôm sau nó mới hấp dẫn hơn. Như nào kể ngay. Khi mà uống cà phê xong thì anh em nói chuyện thì bọn em thấy nó cũng hợp tính, do đó là cũng thích, nên bọn em sắp xếp công việc ở bệnh viện là ngày mai là rủ em đi chơi. Em mới hỏi tại sao mới đi cà phê mai đi chơi nữa. Nói sắp tới vài ngày nữa anh đi lên Đồng Nai anh đi học rồi, cho nó không có đi gặp anh được nữa. Nếu như mà nói vậy thì để anh thu xếp công việc ở nhà rồi để anh đi. Cái buổi đầu tiên gặp gỡ là lúc đó em còn đang là đi học là học viên, đi chiếc xe cũ thôi. Mà để mình gặp mặt cô ấy đầu tiên mình thấy vậy thì nó không được. Do đó là em mới suy nghĩ là em mới ghé nhà ngoại em. Em đổi xe của một người anh em. Mô tô hay gì? Chiếc tay ga. Nói chung là xịn hơn chiếc xe của mình. Xịn hơn xe của mình. Mình gặp mặt xong tới ngày hôm sau thì mình cũng không thể nào mượn được nữa. Do đó em mới bắt đầu suy nghĩ tiếp nữa, là em sẽ nói là xe của em hiện tại là bị hư rồi, không đi được. Là em đợi vợ em ở một cái quán cà phê đó, nhưng mà thực cái quán đó là em gửi xe đó đó. Em gửi cái xe em trong đó đó. Em đợi để vợ em hỏi là tại sao anh không mượn xe khác này kia. Em mới nói là muốn đi xe của em để cho mình tình cảm hơn. Rồi em ngồi em đợi. Về xong rồi á, vợ em cũng còn lưu luyến, do đó là khi mà em vô quán cà phê rồi á, vợ em cũng ngồi dòm theo em. Kiểu như cũng nhớ á. Khi mà dòm em mới vỡ lẽ ra là em đâu có để ý đâu, em vô em lấy chiếc xe em ra. Em thấy ông này dắt chiếc xe em ra. Em dắt chiếc xe của em ra. Đâu bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa tại sao không về mà em là giống như em có đang có linh tính. Mà em cũng quay lại em dòm vậy thôi, xong rồi em nói Ủa tự nhiên nói xe hư mà dắt chiếc xe ra. Em phát hiện luôn em. Xong về vợ em mới nhắn tin hỏi mới thấy chạy chiếc xe đó đúng không, màu đó vậy đúng không, có phải như vậy không, thì mình phải chấp nhận thôi. Mình phải Ủa là em cưới hồi nào? 2021. Có thể đúng đỉnh dịch rồi. Về cái thứ nhất là về cái số lượng bàn là mình không có được, người ta đã quy định số lượng bàn. Sau đám cưới đó là chồng em phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Có thời gian em cũng lên đây ở, em thấy ảnh cũng chưa có ra vô thoải mái, thành ra em ở ngoài phòng trọ mình nên cũng buồn, thành ra em về quê ở với ba mẹ luôn. Ba mẹ chồng á? Dạ ba mẹ chồng. Làm dâu rồi quê luôn. Dạ. Vỗ tay một cái coi nào. Rồi ở bên nhau thì có cầm điện thoại không? Cái này là trước giờ em đã thống nhất từ trước với lại là không có sử dụng điện thoại khi mà hai đứa với nhau là coi như là điện thoại là đưa vào chế độ máy bay luôn. Cho thêm một tràng pháo tay nữa. Nãy giờ toàn thấy hai người khen nhau không à? Đúng rồi. Bây giờ chê nhau đi. Thành, bạn Thành nói trước đi. Đúng rồi. Dạ, có một cái tật xấu mà em chắc là trong lòng em cũng không muốn là anh hay coi hình gái trên TikTok. Lúc đó là vợ chồng gặp nhau có quán quýt rồi, nhưng mà em còn công việc nhà phụ giúp ba mẹ. Thì những cái khoảng trống thời gian đó em mở thì em không có phải mở coi, nhưng mà đối với TikTok của em thì chủ yếu là để em cập nhật những cái tin tức thôi, nhưng mà những cái tin tức nó cũng theo cái xu hướng là nó vậy đó. Nó vậy đó. Mà em xem hình mà những cô gái đẹp á thì vợ em nên mừng, đỡ hơn là em coi những hình người trai đẹp. Biện hộ thôi. Em cũng chọc anh thôi, em nói he coi vậy. Lúc đó là em mới cho vợ em làm một phép thử. Em nói là nếu như bà xã đã nói vậy á là ông xã đâu có coi đâu, mà vô tình thôi. Ông xã cho bà xã lướt 10 cái video trên TikTok, nếu như mà có hình của gái thì chịu gì ông xã cũng chịu hết. Cuối cùng có không? Không có. Có nhiều lúc ảnh cũng hay nóng tính. Nhưng mà bây giờ cũng đã tốt rồi. Xong. Rồi đến giờ vạch mặt tham vạch tới mặt em đó. Cô gái thì đa số ai cũng có, đó là cái tính mà hay càm ràm á, hay càm ràm hay nói một vấn đề mà cứ nói đi nói lại nhiều lần. Về nhà mà em đi nhậu, mà em nhậu chỉ ở nhà thôi chứ em cũng không có đi đâu cả đấy. Rồi khi mà nhậu xong rồi thì mình biết là mình nhậu mà vợ mình
mình như thế thì nó đôi khi là vợ mình cũng có sự phiền hà rồi, em cũng phụ dọn dẹp vụ rửa chén, mình cũng thể hiện cái sự hối lỗi của mình rồi. Mặc dù cũng đuối lắm đó. Dạ, cũng cố gắng rồi, nhưng mà vợ mình thấy vậy là cứ vô là hay nói, để kiểu như là không thích vậy là cứ nói liền trong đó, mà không để là để khi mình hết rượu rồi hả nói. Giờ vợ có ghen không? Có ghen. Ghen như thế nào? Khi mà mình làm cái đó, ví dụ như mình lướt Facebook, lướt TikTok giống như lúc nãy này, là khi đã thấy rồi thì chỉ cần dò một cái thôi, nữa rồi đó là vậy thôi, nữa rồi đó là vậy thôi, chỉ nói vậy thôi rồi sau đó mới nói tiếp. Ôi, em thấy là rất nhẹ nhàng mà. Đó, nhưng mà có thích không? Nếu như mà ghen vậy là em thích. Tại sao anh hỏi điều đó? Nếu như em thích thì đó không phải là thật xấu. Thế thì anh mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ, em mong muốn là ảnh bớt nóng tính lại thôi. TikTok này kia thì em chỉ chọc ảnh thôi, ảnh cho vui thôi. Hôm nay với một cái buổi đặc biệt như thế này thì anh rất muốn Trí có một cái điều gì đó dành tặng cho vợ. Thì cái khoảng thời gian mà mình ở bên nhau á, đối với một cái quãng đời người không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng mà nó đủ để mình tìm hiểu, mình hiểu nhau, và đối với hai đứa mình để đi với nhau được đến giờ phút hiện tại, đó là một cái duyên rất là lớn. Và đối với ông Thả thì bà Thả là một cái người phụ nữ hy sinh rất là nhiều cho cái hạnh phúc gia đình này, từ tất cả mọi thứ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nếu như mà nói làm dâu á, đã khó, mà làm dâu khi không có chồng thì nó là một cái điều rất là khó hơn nữa. Mà bà Thả vẫn sắp xếp, vẫn biết trên kính trên nhường dưới như thế, là Thả rất là quý trọng và thương yêu bà Thả nhiều hơn. Thời gian tới đối với hai vợ chồng mình á thì cũng cố gắng để lên chức, để lên chức là ba mẹ, để có một đứa con cùng chăm nom, chăm sóc, lo lắng cho con mình. Cảm ơn ông xã đã đến với cuộc đời của bà xã. Chúc cho hai vợ chồng Trí nha sẽ sớm có một tin vui. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Hồ Trung Hậu, hôm nay em 22 tuổi, em đang là công nhân may. Dạ, em là Nguyễn Thị Lờ, em 22 tuổi, quê ở Nghệ An ạ. Trước đây làm thợ làm tóc, nhưng mà giờ ở nhà nuôi con ạ. Dạ. Có con rồi hả? Dạ. Con được mấy? Con được 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi rồi, hai vợ chồng đi về rồi con để đâu? Dạ, ở ghế. Vậy có con, đem khoe bé đi. Anh có thể muốn mời bạn ấy lên sân khấu được em. Thôi, khoe em bé đi. Để tôi để cho. Ở trời. Đứng lên nè. Bây giờ nè, đứng lên nè. Để cho ông chắc là ông bà ngoại ở Nghệ An hả? Dạ, ông bà ngoại Nghệ An. Ông bà nội thì ở Bến Tre. Ở Bến Tre rồi, vậy là để đây cho ông bà nội bà ngoại thấy mặt con nè. Ôi trời ơi. Ông bà nội, ông bà ngoại nhìn đi, cháu khấu khỉnh chưa? Ê, nó ngày này cho nó tháo cái nón, thấy cái đầu nó đẹp quá. Quá, cái đầu quá trời tóc luôn nha. Không? Để cho tôi bận cái đi. Khoan, để cho người ta nói gì với ba má người ta chút đi. Ba mẹ, bà ngoại, đây là con của con. Thấy nó có dễ thương không? Con giống bà, đúng không? Ai cũng nói bà hết. Con thấy giống mẹ nào? Sau giây phút khoe con thì bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Thì hai em có thể kể cho anh chị nghe coi hai em là gặp nhau ở đâu và tình yêu của hai em bắt đầu như thế nào? Bọn em quen nhau qua Zalo. Xong anh này nhắn tin làm quen, xong hẹn lên hớt tóc. Xong anh lên hớt tóc. Ủa là em lên mạng, em chat, em gặp cô này. Dạ em thấy lùn lùn mập mập mà dễ thương quá. Ủa trên mạng sao biết lùn lùn em mập? Vô hình á anh. Em thấy vợ em mập mập dễ thương rồi em mới làm quen. Nhắn tin xong rồi nên em kêu lên gặp hớt tóc. Rồi em lên hớt tóc xong rồi em mắc cỡ, em đâu dám nhìn vợ em cúi đầu xuống không. Cả buổi hết tóc là cúi đầu xuống không, không dám nhìn lên kia. Vậy hả? Mà dạ. Lúc đó em hết hả? Dạ em hết ạ. Rồi cuối cùng được cái đầu ưng ý không? Dạ cũng được ạ. Cả đầu em giờ là cũng vợ em hết ạ. Dạ. Bữa nào làm ơn hết giùm cho anh Bin, không có tiền để hết tóc. Anh là ủi cái quà không á? Gọt không hả? Rồi nhưng mà cái lúc đó thì cái cô thở cắt tóc, cái tay cũng có rung không? Dạ không ạ. Cắt mà đúng rồi đâu không phải đá. Tại vì gặp anh này ở ngoài đời nữa đúng không? Lúc đó thích nhau chưa? Dạ chưa. Nhưng mà bạn này là thích bạn này rồi đúng không?
Dạ, em không biết trong á. Thích em chưa? Dạ thích. Tại vì coi trên Zalo thấy cái gu là lùm lùm mập mập là khoái rồi đó. Rồi chừng nào bạn vợ mới thích? Dạ chừng một tháng sau ạ. Rồi bao lâu thì em mới chủ động tấn công cái cô gái này? Hơn một tháng là em rủ vợ uống cà phê rồi lâu lên tiệm chơi vậy đó, coi có gì phụ chị ta hết tóc rác, ba cái tóc rớt xuống đất em đã chổi em quét dọn sạch sẽ. Nên ngồi rình cả tháng cả năm vậy đó, không có gì về. Dạ bây giờ về là không có nghỉ ngơi gì mà chạy lên liền, sợ mất vợ gì. Không, ba vợ đẹp sợ người ta cướp vợ. Trời ơi. Rồi sức đâu mệt mỏi thế mồ. Tại yêu mà chị, yêu em cũng ráng em xong rồi em mới lên em canh dự. Lúc đó là cái năng lượng nó dồi dào. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà rồi canh bao lâu thì như là hốt cô ấy? 10 tháng. Dạ. Dạ. 10 tháng là cưới hay là 10 dạ, tháng? 10 tháng là cưới. À dạ. 10 tháng là cưới. Dạ. Dạ. Tại sao yêu nhau 10 tháng thì là cưới liền vậy? Mà trẻ quá mà. Ừ. Dạ bác sĩ bảo cưới. Cảm ơn bác sĩ. Nhờ có bác sĩ mới có một người cậu vừa rồi. Quá dễ thương, quá tuyệt vời. Đúng không? Dạ. Mà như vậy là hai bên nội ngoại mừng không? Bên nội thì đầu tiên cũng không có đồng ý. Vì bà nội nói là hai đứa còn trẻ quá, sợ lấy về là hai đứa gần ham chơi thì không có lo được cho con cái. Ừ. Dạ. Đầu tiên em cũng tự ái, em nói thôi để em ở mình em nuôi con. Anh không chịu, anh đòi đưa em về quê ra mắt xem ngày cưới luôn. À vậy đó. Dạ. Mà từ lúc xác định cưới cho tới tổ chức đám cưới là có 6 ngày. Thì cái thời gian đó cũng bị stress đó, rồi trong 6 ngày đó thì ngày nào cũng chửi lộn nhau hết á. Vậy hả? Chửi lộn nhau hả? Tại em stress quá, bực bội á. Chồng thì không có lo gì hết rồi, không biết gì hết á. Thấy ức chế cũng muốn tính bỏ cưới, xong nghĩ lại thôi, nghĩ cho con rồi cưới. Ủa rồi nhưng mà là cưới xong là hai chồng có về quê không? Tại vì em cũng phải về nhà để cho ba mẹ chồng chăm sóc đang có bé rồi đúng không? Dạ không, cái em sinh xong là mẹ chồng lên đây chăm ạ. À vậy dạ, hả? Dạ. Chỉ tại vì nãy em có dùng cái câu là ức chế bị cái thời gian đó, thì có khi nào mà khiến cho hai vợ chồng cãi giả nhau rồi mém lý gì không? Dạ có. Đó là chuyện gì? Có một lần thì em có bầu, cái anh này đi nhậu về muộn này không có chở được nên em tự đi bộ em về, em bực á. Về chồng thấy thì chồng cũng cáu lên này, nói sao tự đi về không chờ chồng chở. Thấy xong hai vợ chồng kỵ lộn vậy thôi đó. Dạ. Kỵ lộn rồi thì sao? Có đánh lộn không? Dạ có, kỵ lộn đánh thì cũng đánh vào anh lại vậy đó, đánh vào anh lại rồi vợ em cắn em. Rồi cái tướng em vậy ai quánh lại em hả? Không, vợ em cũng dữ lắm á, vợ em đánh em dữ lắm, đánh hơn là ông, đánh cũng không thua với em á. Vậy đó hả? Dạ. Đánh thực sự luôn á hả? Dạ. Mà lúc đó đang có bầu mà sao đánh được? Thì cũng né né cái bụng ra. Lúc đó bụng chưa có lớn mấy. Ủa em mỗi lần em đánh cái sức của em đánh vợ em đánh. Không, em cũng... Đâu cũng lấy hết sức. Không, mà vợ em cũng đánh dữ lắm, đánh em mạnh lắm. Thôi giờ nhường đi, giờ cho vợ đánh thử coi. Đánh thử lúc đó em đánh hết sức em rồi. Trời ơi. Đưa tay cho bà đánh thử coi. Dạ em dữ lắm. Ủa, mỗi lần ấy là cắn là có dấu luôn. Rồi mỗi lần đánh nhau như vậy rồi có sưng giống như mấy đứa nít không? Mày tao. Dạ, có chứ, mày tao. Vậy đó hả? Mày tao luôn. Giờ có sưng lại mày tao luôn không? Dạ có, dạ, đánh não sưng luôn. Dạ. Wow. Rồi có khi nào mà đánh rồi lỡ tay đánh vào bụng không? Cũng có lần. Lần đó là bỏ về quê luôn á. Anh đánh xong anh kêu mày tự nuôi con đi, xong anh bỏ về quê luôn. Vậy dạ. Không, mà đó em cũng tức quá, xong rồi mới đi về quê. Khi có bạn đang đi lên đường á, em cũng nghĩ lại cũng quýnh vợ với cũng vậy, cũng thấy cũng thương vợ rồi cũng bức rứt trong lòng á. Xong rồi em lên năn nỉ vợ, rồi vợ tha thứ. Tha thứ hả? Lúc đó dạ. Là mấy tháng? Cũng 8 tháng rồi. Trời cũng may rồi, em lên kịp rồi. Dạ. Thì khi đó em cũng bực bội trong người lắm nên tính ly dị. Nhưng mà xong thì chị em cũng khuyên là ly dị là việc lớn. Có ly dị thì cũng thông báo cho hai gia đình biết. Thì em sợ quá thôi em gọi ly dị luôn. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, cái lúc mà sanh con mà mẹ lên á, rồi lúc đó là về vấn đề ăn uống ẩm thực vậy đó. Dạ. Nó có căng thẳng lắm không? Mẹ em là miền ở miền Tây thì nấu ăn đồ ăn rất ngọt. Em có nói mẹ là vợ con đang có con, kêu nấu cái gì đừng bỏ dầu hoặc là bỏ đường ít vừa vừa thôi. Chứ sợ vợ ăn không đúng ý á, bắt con mẹ với con cãi giả nhau. Mẹ có giận không? Dạ không, mẹ em cũng vui lắm. Và đồ ăn cái gì ai cũng làng xóm là cho hết. Dạ. Em nói mẹ, mẹ cho đi nữa cái gì cũng chắc đồ ở nhà chắc cho ta hết luôn quá. Dạ. Cái gì cũng đem đi cho. Có miếng đường hay là cái ớt gì cũng đem cho ta. Vậy hả? Dạ. Tính mẹ em rộng rãi. Anh dân miền Tây anh hiểu. Dạ. Thường dân miền Tây rất là rộng rãi.
và hay dùng cái từ là xả láng. Dạ. Mà em là người miền Trung. Dạ. Miền Trung thì rất là kỹ, làm gì cũng phải tính toán chút xíu. Dạ, đúng không? Thì dạ. Có khi nào là giữa xung đột về chuyện đó. Đó, xung đột về chuyện đó không? Dạ cũng có. Đi chờ thì mẹ thì cứ hay mua nhiều đồ lắm. Về thì cũng ăn ngại đâu hết đâu. Cái cứ sang ngày sau để đó rồi hư rồi dục. Thì em thì thói quen của em là em nấu ngày nào em ăn ngày đó. Cái mẹ kêu em hà tiện, mẹ kiểu sợ chồng em ăn không đủ á. Cái nhưng mà em nói là con nấu thì khi nào cũng ăn đủ hết á. Thì chồng ăn còn dư ra nữa, mẹ hỏi anh coi. Mua đồ ăn là một ngày là ăn được mấy ngày luôn. Sợ lén. Dạ, là ăn, ăn để dành, ăn hết để dành mai hầm ăn tiếp. Đó. Dạ. Đúng là cái này cũng khó mà ai mà theo ai được lắm. Bởi vì đúng là người miền Tây á, rộng rãi, không ăn thì thôi, ăn ngán thì thôi chứ còn không có dè sẻn. Người miền Bắc á, với lại là ở bên phía miền Trung á, thì rất là dè sẻn, ăn hôm nay là nghĩ tới ngày mai chứ còn ngày mai rồi nghĩ tới ngày kia chứ còn không bao giờ là ngày hôm nay là biết ngày hôm nay đâu. Cho nên là cái đó là chỉ có thể là nương nhau thôi. Chứ còn bây giờ thì cái nào cũng đúng hết trơn á, thực sự mà nói là cái nào cũng đúng. Dạ. Mới cả là từ cái hồi em có bầu 8 tháng thì không có đi làm được nên có mình chồng đi làm, thì lương thì nó cũng không có được ổn định, thì có tháng cũng có 3 triệu tháng, thì hai vợ chồng ăn rồi thêm con nữa thì không có đủ. Chị rất hiểu cái điều đó, và nhưng mà theo chị là như vậy nè, tiết kiệm thì đúng. Dạ. Nhưng mà hà tiện thì không nên. Đó, dạ, nó là như vậy. Nhưng mà em tiết kiệm chứ em không hà tiện. Đúng. Đó là mẹ chồng em nói em hà tiện. Dạ, em tiết kiệm. Ý là nói chung là mình xài đủ cho mình. Đúng chứ rồi. Không có thiếu. Thôi, bây giờ vậy đi. Chắc có lẽ là một tháng ở chung với nhau á. Dạ. Rồi nhiều khi hai mẹ con á, nhiều khi cũng chưa hiểu được cái bản chất của sự việc nó là như vậy. Dạ. Cho nên nhiều khi là mẹ cũng buồn, mẹ cũng dỗi mà mẹ không nói. Dạ. Rồi bản thân em nhiều khi em cũng có những cái mà em giữ trong lòng, em không nói với mẹ là ví dụ như con mình chồng con đi làm, con sợ con muốn giữ cho chồng con hay là giữ gia đình, nhiều khi em cũng không nói điều đó với mẹ. Cho nên biết đâu là mẹ cũng sẽ hiểu lầm, mẹ nghĩ là em tiếc của rồi em cũng không muốn để cho mẹ dùng, mẹ tiêu xài. Đó thì bây giờ chị nghĩ là thôi thì sẵn đây đi, cũng nhân cơ hội này nói để cho mẹ hiểu đi, cho mẹ vui. Nó là thì khi mẹ hiểu rồi mẹ cũng nghĩ có nhỏ con dâu mà nó biết tằng tiện như vậy cũng quá hay, con mình nó cũng được nhờ. Dạ. Nhân qua chương trình này thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ vì đã quan tâm và lo lắng cho vợ chồng con. Con biết là mẹ sợ bọn con đang còn trẻ nên lập gia đình sẽ khổ, nên mẹ yên tâm ở trên này thì bọn con sống vẫn rất hạnh phúc ạ. Chứ con không có hà tiện như mẹ nói, mà là con tiết kiệm để cho chồng, cho con, chứ không có giữ gì riêng cho mình con ạ. Tí thương ghê. Em nói gì với mẹ không? Dạ, nay lên chương trình này con muốn nói với mẹ là tại vì vợ con cũng thương con nhiều lắm, mà tại vợ cũng tiết kiệm để muốn tốt cho hai vợ chồng, để sau này còn con nhỏ nữa, để cho nó lớn lên nó có sự nghiệp. Nhưng mà thấy mẹ không yên tâm là khi mà hai đứa là thực sự trưởng thành là không có được đánh lộn, không có được xưng mày tao. Giao tranh quá. Chứ bây giờ mà hả, cứ đánh lộn vậy rồi á, đây nè thằng cu này nè, nó lớn chút xíu nữa là nó nhìn nó hiểu hết. Dạ, giờ cũng bớt rồi từ lúc sinh con. Giờ mà đánh là đánh trước mặt nó, là mai mốt là nó làm đại ca trong xóm á. Dạ. Nó bắt trước đó. Thôi dừng lại. Dạ. Mà cái người dừng trước tiên là em. Dạ. Còn một người cao to gấp đôi vợ vậy đó, mà nghĩ sao đánh tay đôi với bà. Thôi bỏ luôn không? Dạ bỏ luôn. Nhân đây bây giờ có dám hứa là bỏ không? Hai đứa cùng hứa chứ không phải chồng không? Đây nè cũng không vừa đâu ạ. Không thì bên này hứa trước đi, bên kia tao hứa sao chứ, đúng không? Giờ đứng lên hứa cái đi. Hai chồng mình cùng hứa đi. Em hứa là sẽ từ đây không nóng tính mà không quýnh vợ nữa. Dạ. Dạ, em hứa với anh nè, em cũng không có nóng tính và quýnh lại anh nữa. Dạ. Có nghĩa là em nghe không? Em hứa với anh là không bao giờ em quánh lại anh nữa. Vậy chúc cho hai vợ chồng phải luôn luôn hạ hỏa. Dạ. Nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi. Dạ. Dạ. Khoan đón tên đón tuổi đi. Mình đón nghề đi chị. Em đón nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đón nghề mà. Đón nghề mà. Thì... thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thôi chưa. Sai. Thôi em không đón luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Chính Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ.
Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh online, bán đồ ở nhà, bán vàng hay là bán gì nè? Em định nói. Em đang định nói. À, con bán gì? Dạ, bán đồ ăn, bán đồ ăn vặt. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ, vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Con mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. À, thấy chưa? Một chút mang lên luôn nha. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng chảy ròng ròng luôn á chị Một ha. Rồi bây giờ mời em. Con ít nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Trấn Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Ừ. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử thì con bán. Sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Ừ. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức mua cái này hỏi cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa nhưng mà tại vì là chị biên tập nó là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ, cái này là vợ chồng của tụi con là tự sắm. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Trời nhưng ơi, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy chứ. Dạ có. Có dạ, có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo, hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thợ chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn trẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thờ ghét quá được á. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tui dê hả? Dạ em tui dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn chương trình nhau sao ha? Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh đúng không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau, chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi, thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra đó khổ làm sao. Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á. Là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra, mới vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ con rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái gu là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày, 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để mà quánh với mấy chị? Một mình nè, bữa đó đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua, đâu mấy người qua cái vào gọi sáp lá cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một dàn bài chị lớp 9. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá, ngồi không. Trời ơi, rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua, xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi, giống như là lại rồi nó kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là hả, ổng là bạn thân của mình đó hả. Mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ, xong đó, rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán. Giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về, cái anh giả mới hỏi con chứ. Hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao?
Trời ơi, tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Ừ. Dạ, mà lúc đó là đã để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, ngủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ cái lúc từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Mất tiêu. Bữa đó mình con quýnh mấy người à, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu hả đánh con, rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị con... chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì á con cũng có đáp trả đó cho nên chắc là con nghĩ là như đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mét mẹ. Con mét mẹ con. Rồi dạ. Sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn, mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ, nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao. Đúng không? Dạ, rồi đến khi không? Nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô. Dạ tới giờ cũng còn. Bây giờ vẫn còn vẫn là mày tao luôn à. Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó, lên có nghĩa là sao cũng phải là 6 7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6 7 năm. Thì lúc ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày. Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. À, tại vì á, cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn về khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con ra, con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu. Sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền. Tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết. Tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi, dạ như tao cảm thấy như vậy vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú. Coi như nói hết trong nghe. Dạ đúng rồi, dạ coi như mình nói hết luôn là mình không ngờ. Dạ đúng rồi. Chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ, cũng có ghệ. Rồi không biết là xù khi nào đó thì không biết. Là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không? Từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con yêu đó đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ, lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ dạ, sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc mà con bị người ta chia tay là ông chủ động chia tay người ta. Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Cái lạnh nhạt đó. Dạ. Đó, dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ đó, đó rồi bên kia chia tay luôn. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó, lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà là người ấy chia sẻ với mình rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? Không, có ngọt tức, ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó. Không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó. Cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Đó. Dạ, anh cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em, đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc con nhắn con có ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn rồi. Nói là tao yêu mày. Trời. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Tới giờ vẫn còn mày tao. Quen rồi. Ủa, rồi khi mà nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời làm sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, lúc đó là con thất bại rồi. À. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á
cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói à, tao á chạy mình tao lạnh lắm, à, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ nào tới giờ. Xong cái giờ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày có phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi, 8-9 giờ có phim, chừng nào về bánh chút hà vô có phim. Cái bắt đầu ngủ vô có phim, trời ơi, tao nói con đầu coi phim hài, nhưng mà chả là coi phim kinh dị đó. Đúng rồi, mẹ chiêu đó, mẹ chiêu đó chị. Yeah. Chiêu biết xong, hết trơn đi vô coi phim kinh dị nha. Con nói nè, nè nè sợ quá, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng, trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà, xong là tối khuya nhớ 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ nó hỏi mày nói gì, mày nói đi làm sao, thật ra tao yêu mày. Trời ơi, trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thiệt, nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Không nhớ được. Sao mà nhớ? Chị tập trung bên này thôi. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi. Có nghĩa tự nhiên nó mới rước mình về, xong rồi cái bắt đầu đi ăn, xong đi coi phim, xong rồi về. Cái nó nói mình vậy, con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ông quay xe nha. Ông quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Và đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à, thì ra là ông này ông nói thiệt. Dạ, ông nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bộ luôn. Dạ, nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Hiểu, dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi, mới bắt đầu là từ từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi, thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa sao là yêu, lúc đó con ở trên Bình Dương, rồi vợ con dưới Vĩnh Long, là yêu xa luôn hay sao? Đúng rồi. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch, con bị ở trong công ty hơn nửa năm nữa. Hai năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi. Chỉ thị 16 con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống dọn về ở nhau. Chung? Có, tụi con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau, là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên đó là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con là ở dưới Bình Dương thì đang ở Bình Dương, mới giờ lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về, là tụi con sống khoảng một năm. Khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tôi sống khoảng một năm, thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên đó, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Bạn có lãng mạn không? Hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ, hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kì, không môi đâu, không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể, cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ, bữa đó đó, con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn, mà đứng mà dòm vậy nè, dòm như trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa con nói cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ cái nói lại nó nghe nè, lại nó nghe nè. Cái con nói cái vụ gì thì nói đi, lại đây. Cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đề xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chớp nhanh luôn, chớp nhoáng. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không. Hung giống như là
không lén á, xong phải chạy liền, nó dạ. sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh hay gì đó, anh yêu đóng dấu gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, cũng đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi, lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó biết con thấy là mà thì mắc cười tại vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt à, sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười, xong biết lắm về mở điện thoại ra thấy sao hỏi con thấy sao rồi con nói thấy con nói không thấy gì hết, chưa kịp gì cho chạy mất tiêu rồi. Là nhanh quá dạ. Vậy bữa sau làm lợi nha. Con bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Em chưa đâu ngủ được đâu, đúng không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Yeah. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Yeah. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Lạ. Như vậy là... Sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng rồi. Sống chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó, thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa đúng... Tại vì tụi con không có vốn. Tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ. Tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận. Rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm cái ít vậy đó. Và cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ, bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà không ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. À dạ. Vậy hả? Rồi vậy là sao, cái đợt đó là cưới luôn hả hay sao? Dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi, mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là không mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh, con đi giao ở vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ. Tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm như người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Không có đắn đo không? Đó. Cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ, còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển.
Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn. Nghỉ công ty rồi để lấy một số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn trời ngày được nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Dạ. Nãy giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương, ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000-7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra, con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con không sợ hàng xóm, mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như mới vậy là vui vẻ ta. Quá rồi. Vậy là mấy... Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Thì chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn á. Có đầy luôn á. Dạ. Cho mẹ cho chồng chồng nói trước đi, nãy giờ nó căng thẳng đó. Con nói trước làm gì có sự ấm ức nhẹ đúng hay rồi. Sao? Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận á, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó, có sao bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ, móc dạ. Lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà. Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Trời vợ con còn dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bập con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ thêm một cái nữa là vợ con là... nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa, là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè. Nhưng mà... tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con này. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không? Hay là bụp yêu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là rồi, vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói tự với con. Mệt, dạ. Đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con cho nói ông xuống, con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói, trời mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mẹ không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối tao nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trở này đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn đi cho anh đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm như Trang vậy đó. Đánh ghét mà nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? À, dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. À là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên Tết có đánh không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy vậy con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai đó. Có, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên sách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô rồi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương quá rồi. Dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Rồi nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố.
thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn nhà chồng con thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy đó không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng 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 giận lên, nói con mày hả mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày sắp xuống. Dạ, cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó, tự về luôn. Dạ, tao tự giải quyết. Nhưng mà chánh nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Chứ cái cơn nó lên nó giọng một cái cạch là coi như xong hàng rồi, đúng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi. Cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi. Giờ ơi, hoài vậy quen nó rồi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gian sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chat vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Đã tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ chị chat lên mua đồ dữ lắm. Ồ, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy, cũng nhiều lắm, mà mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy, cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó xì stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó, là vợ sẽ bình thường rồi. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Hả? Rồi bây giờ tới... Còn cái nào nữa không? Dạ, chắc hết rồi. Tạm hết hả con? Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em, sẵn chồng nó đang hứng thú. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại, bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền của con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó, đúng không? Kệ, mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà ý là vậy nè. Con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt con sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Rồi. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được mà. Anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi, thấy chưa, đó nó phải nói vậy vợ nó sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, hiền khô vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc. Dạ, tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn, ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là
tới số nhân viên liền đó. Là cọc đúng không? Dạ cọc liền đó. Dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm, tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mình nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi, thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời cũng không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó, tại vì nhân viên mà mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ cọc. Nghe dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ, là họ đợt đang cầm gì trên tay con nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la ụp là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng lên, mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Mình cũng ngồi im. Ê, nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình cương lên chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe, lên dạ. Máu đó. Hả? Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm, ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu thì kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết, tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa cho con lại dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày. Mẹ em tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người với mẹ. Coi như là con có tắm. Đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nó ôi mày tắm cỡ không tắm cỡ cái chỗ. Mày hôi mày hôi mày. Mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Dạ. Vậy thôi đó. Cặp nhất với mẹ luôn đó. Giận mấy ngày á cô, hai mẹ con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ không tính vậy chứ tính nóng. Con tự động làm quà hay sao? Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đó. Dạ đúng rồi. Dễ gì không con, giận. Con đợi mẹ chồng con ra. Với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. À, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè, mẹ đừng làm con nóng. Cái câu đó mẹ mới giận á. Đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Đúng rồi. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con lúc đầu con đợi mẹ con là tại vì á là mẹ chồng của con, cha chồng con á là thường á là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài, cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn, ché trộn đó rồi bào xài, rồi lặt rau răm, rồi là phụ. Đó nên anh đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mày xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con, đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi thôi mẹ đó hả? Dạ, xin lỗi mẹ vậy đó. Là dạ, chồng con chỉ, dạ. Chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ, đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình đó cô. Còn như... trong nhà, việc được. Nhà thì sao? Có bừa bộn, có bày hày, có ở dơ gì không? Dạ, không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Dạ. Thấy con giục đổ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ, như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng bừa bộn luôn. Con mà để là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là
bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình, chứ mà không phải mình nóng tính là mình có thể thốt ra được những cái từ, tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được, cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc, nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa, con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Yeah. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, yeah, là sau này là mình hối hận thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Yeah. Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Kiểm soát lời nói vậy đó. Ừ, cặp nhìn nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Nó cũng trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay, thôi em chúc đi. Thì chú Quốc Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ bớt một chút ha, bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt nha. Cảm ơn hai đứa. Bé Bánh nó tên nhà là bé Bánh hoặc là bé Đương. Vậy chúc nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ. Rồi cảm ơn tụi con nha.